ngược nha, xem ngược nha, đừng có ship mạnh quá nó chặt luôn. Ô thật thế. Nó chặt. Cũng là chặt à. Nó nhận người ta đấy, nhận nó không nhận. Nãy em đâu có ship đâu. Hay ta anh chơi. Ta anh chơi. Nè. Ta tao chơi. Chứ em đâu có ship lại đâu, em kỹ lắm. Đã, em sợ mấy anh ship đâu bởi vì em nhớ mà. Đó, giờ anh để vậy nè. Như vậy tập cái bụng ra rồi, anh dặn anh sẽ cảm nhận được nó lên code. Đây bạn này dặn thuận, lên lên code nha. Dặn thuận á, dặn thuận như kia đồng hồ. À, bạn này á. Dạ, dặn thuận mà. À, thấy nó sẽ đè. Cảm nhận cái tay mà thôi, tại vì cái này máy nó chưa có qua sử dụng á. Là mà sẽ không có nghe cái tiếng này rè rè nó rõ. Cảm nhận cái tay lên code mà. Nghe em đó. Dạ, thì em lắm anh. Không nghe gì. Nghe chứ, cảm nhận nghe thôi chứ. Có mà. Đó, nghe sẹt 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 nè. Đó, này anh mạnh, nhận mạnh nghe nè. Đó. Ừ, khó nghe. Đó, nhưng mà đang hạn chế á, đừng nghe mạnh. Sẹt sẹt. Ê, dặn nghe thôi chứ. Bây giờ là hơi ấn vào trong phần xíu luôn. Dạ đúng rồi. Hay ấn vô một xíu xong anh dặn lại. Còn cái bộ kính con này đẹp quá, đâm ra quay góc nào cũng lên cũng trong veo. Chưa vô đó. Tay mình nắm mồ hôi thật.